với mục tiêu quét sạch bóng cười của công an thành phố hà nội và lực lượng quản lý thị trường thành phố trên 30 tụ điểm giải trí quán bar khắp các tuyến phố trọng điểm của quận hoàn kiếm hà nội như số 18 lương ngọc quyến số 8 tạ hiện số 57 hàng tre 57 cửa nam 121 phùng hưng 31 lê duẩn khoảng 250 cán bộ chiến sĩ thuộc tổ công tác liên ngành đã đồng loạt ra quân kiểm tra hoạt động các tụ điểm này. Sau hơn một giờ triển khai dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phùng Anh Lê, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ huy chia làm nhiều mũi tiến công. Các địa chỉ kinh doanh nhạy cảm trong các tuyến phố trung tâm đã có hơn 20 điểm được xác định là kinh doanh bóng cười và si sa. Một số chủ quán ba lúc đầu còn chưa chịu hợp tác, điển hình là phải tới 1 giờ 12 phút, chủ quán ba 31 Lê Duẩn mới phối hợp mở kho. Tổ công tác đã thu giữ hàng nghìn quả bóng cười và bắt quả tang có biên lai bán hàng 25 quả bóng cười. Thông tin ban đầu, qua kiểm tra hơn 20 điểm kinh doanh nhạy cảm, tổ công tác đã thu giữ gần 10.000 quả bóng cười và hơn 30 bình khí N2O. Nhiều rượu, bia, thuốc lá không được phép kinh doanh cùng dụng cụ hút si sa đã bị thu giữ. Hiện tổ công tác đã tạm giữ máy tính, tạm giữ công cụ vi phạm để điều tra làm rõ.